Bây giờ nói về bản quyền trước nha, tại vì bao lâu nay tập 1, tập 2, lật 7, lật mặt 7 gì đó thì vẫn là nhiều người thắc mắc về bản quyền. Thì như thế này, lúc đầu đó là ngày 16 tháng 3 là cái bài hát Vì Sao Ánh Sáng của Văn Tiên bị Vũ Linh, xin lỗi, Vũ Linh Entertainment đập bản quyền, mà chủ của bản quyền thì để là BH Media. Thì lúc đó Tiên có lên tiếng là hỏi tại sao lại có cái bản quyền, ai là người ký. Mà thật ra khi mà tôi hỏi câu đó đó thì thật sự tôi đã biết là phải là gia đình ký thì mới thì BH Media mới tới quay được, chứ không thể nào nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đó mà có quyền, tại vì anh không phải là gia đình gì hết để mà anh được ký cái hợp đồng. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi đó là nếu mà gia đình trong tự tự hiểu đi, gia đình ký thì tại sao lại nằm trên cái nền tảng của Vũ Luân Entertainment? Rồi thì tôi cũng đã hiểu, với tôi đã để cái câu nhẹ là nếu mà gia đình là người ký thì tôi sẽ im lặng rút lui, không phải cho gia đình mà vì anh Vũ Linh, đám tang của anh Vũ Linh mà. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao của BH Media mà tại sao của Vũ Luân Entertainment? Thì tôi hỏi, thì tôi kêu đích danh của Vũ Luân ra là tại vì anh là chủ của cái kênh này. Thì anh trả lời là anh không biết. Thì ngay lúc đó là tôi biết rồi, anh biết chứ lại sao không biết. Anh từng ký hợp đồng với lại BH Media thì anh phải biết chứ. Nhưng mà anh im là tại vì anh vẫn có ăn mà. Tại vì tôi đã nói là chỉ có gia đình thôi là tôi chấp nhận im lặng, còn người ngoài là tôi nói. Cho nên anh cũng có ăn, cho nên anh phải im. Rồi xong kiểu là sau đó chắc ảnh là bằng bạc với lại Hồng Phượng đến cúng thất, ôm nhau, chụp hình, cười, mời gia đình đi ăn. Là tôi cũng hiểu được rồi. Nhưng mà tôi im lặng, tôi không nói gì hết. Tôi không muốn phải gọi người này gọi người kia, tại vì bản quyền của tôi, tại sao tôi phải gọi người này gọi người kia? Tôi chỉ đánh thẳng với lại BH Media. Thì sau 4, sau 60 ngày thì nghệ sĩ Vũ Luân mới lên đài nói là tôi câm họng sủa của tôi đi, tại vì anh sẽ đăng đàn. Thì thì cứ đăng đàn, tôi chờ. Tại vì tự động cái căn bản hiểu là anh không phải là người ký hợp đồng, tôi biết gia đình. Thì sau đó đó là biết là Hồng Phượng. Ok, thì anh nghe rõ nè anh Vũ Luân. Anh không ký hợp đồng nhưng mà anh là người ăn nhiều nhất. Anh ăn từ ngay cái ngày mà BH Media kéo máy tới quay cho đến lúc cái đêm mà diễn đêm tiễn biệt cho đến Di Quang. Thì tới bây giờ anh vẫn ăn chứ không phải là không. Thì anh đừng nói là anh vô tình, anh không biết. Nếu mà Hồng Loan nói rằng Bắc Thành hay là anh Thành là người ăn trên xác của ba Linh của Hồng Loan là tại vì anh livestream, rồi anh có những cái cô khán giả của Quý thì cô mới gửi con vịt quay, cô gửi bún bò Huế, cô gửi những cái tôm cua gì đó là tại vì cô thấy cô Quý cái sự lo lắng của anh Thành trong những cái ngày đám tang. Thì họ quý vậy thôi, họ cho, mà đã nói là ăn trên xác chết của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì tôi hỏi anh Vũ Linh câu này, trong tháng 3 hay tháng 4 đó thì Hồng Loan lấy được 89 triệu, anh lấy được bao nhiêu? Tôi nói chỉ đó chỉ là một tháng thôi đó, nhưng mà anh ăn tháng 3, tháng 4, tháng 5 cho tới tháng 12 của ngàn 23, cho tới 10 năm sau cái Vũ Luân Entertainment của anh vẫn còn ăn từ cái tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì cái đó là nghĩa gì? Anh cũng ăn trên xác chết phải không? Nhưng mà anh khôn quá, anh đẩy hết lỗi cho Hồng Phượng. Mà tôi đã nói rồi,
gia đình làm thì tôi không thắc mắc, tôi sẽ rút lui trong im lặng. Thì có lẽ anh biết như chuyện này, anh thấy tôi im lặng mà chửi anh quá, thì tôi chỉ đúng chứ không có sai. Tại vì anh biết mà anh cứ giả vờ, anh nói anh không biết, rồi anh lên mạng anh chửi tôi, rồi anh cho người hack vô cái Facebook account của tôi. Mà rồi anh ăn dài dài anh ơi, Hồng Phượng có thể lấy 89 triệu nhưng mà anh có thể ăn 200-300 triệu. Anh Thành mới ăn có một vài con vịt hay là một vài tô bún hay gì đó mà anh chửi người ta, trong khi anh ăn bao nhiêu mà anh gọi cái người đó là ba Linh. Thì anh đừng có nói là chuyện bản quyền, anh vô tình, anh không biết. Anh sống lẫy, anh khoe anh sống 20 mấy năm trong nghề mà anh từng là bầu sô, thì những cái hợp đồng hay là những ký kết với BH anh rành chứ, tại sao anh nói anh vô tình, anh không biết. Vậy là cái vụ bản quyền, hiểu chưa? Tôi không chửi Hồng Phượng được tại vì tôi đã hứa từ lúc đầu rồi. Tôi hứa là tại vì nếu là người gia đình của anh Vũ Linh thì tôi sẽ im lặng, tôi rút lui. Nhưng mà người ngoài ăn thì không được đâu. Mà anh là người ngoài đó, anh Vũ Linh. Ok, xong bản quyền ha. Thì đến cái phần nào? À, cái phần góp một viên đá cho ngôi mộ của nghệ sĩ Vũ Linh. Tôi biết anh Vũ Linh như thế này. Ảnh sống trong tình thương của khán giả, rồi khi ảnh mất đi thì khán giả họ đáp lại cái tình của ảnh một cái sự tự hào mà đến ngạc nhiên luôn, vì ai cũng không ngờ một đám tang của một người nghệ sĩ bình thường của cả, nói là một người người dân bình thường đi, nhưng mà nghề nghiệp của ảnh là nghệ sĩ cải lương mà lại chấn động đến cả thế giới đó, từ các khán giả từ Úc Châu đến Đài Loan, Canada, Pháp, Đức, Mỹ, tất cả, rồi trong Việt Nam là từ Bắc đến vô Bạc Liêu, ai cũng muốn nhìn hình ảnh cuối cùng của anh, thì cho thấy là anh sống trong cái tình thương của khán giả. Cũng có lần anh hát trên sân khấu là xin tri ân tâm tình mộ điệu. Rồi tôi làm việc với anh suốt 10 năm đó, thì cái gì anh cũng nói là hát cho khán giả của anh. Anh không làm gì cho khán giả của anh phải xấu hổ vì anh, mà lúc nào ảnh cũng tôn trọng người khán giả. Thì anh sống với tình thương của khán giả suốt 40 năm, rồi anh mất đi cũng trong tình thương của khán giả. Thì cái việc mà khán giả góp một viên đá cho anh Vũ Linh, cái đó là cái tình thương, anh tri ân tâm tình mộ điệu, thì người khán giả họ tri ân lại cái ân tình mộ điệu với một người nghệ sĩ cải lương. Mà có thể là họ nói là ngay cả cái tuổi thơ của ông nội, bà nội, và có những người làm 40 năm vẫn là sát cánh, là nghệ là một khán giả, là những khán giả trung thành của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì khi anh mất đi, mọi người thì hỏi là họ muốn làm gì đó cho anh, tại vì họ tiếc thương và họ muốn làm cái gì đó quá. Thì tôi nói là ok, nếu mà muốn đó thì mình có thể góp một cái viên đá. Cái đó là một cái sự, tôi nghĩ là một cái tự hào của một người nghệ sĩ, được khán giả yêu mến như vậy, đến lúc mất mà vẫn muốn trao gửi cái tâm tình, cái tri ân đối với người khán giả, đối với người nghệ sĩ. Thì một người 1 đồng, 5 đồng, 100 đồng, 200, 500, cái đó chỉ là cái ân tình thôi, rất là cái số người rất là nhỏ, tại vì tôi không có phát động ra quá nhiều, rồi chỉ là trong 2 tuần là ngừng lại, vừa đủ thôi mà còn thiếu nữa chứ không phải là đủ. Thì những người mà đã hoan hỷ đó thì họ làm, mà họ còn cảm ơn, gửi lời là cảm ơn cô tiên đã cho chúng tôi có cơ hội. Còn những người không làm đó thì bao nhiêu cái suy bao 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 nhiêu cái chống đối thì họ sẽ nói ra.
nào là đây là từ thiện, gia đình đâu có đến nỗi nghèo, mộ thì phải gia đình lập chứ không thể nào khán giả lập. Tại sao không cho anh Vũ Linh cái vinh dự đó? Anh sống vì khán giả, anh nằm xuống cũng trong vòng tay khán giả, anh rất là quý khán giả. Tôi thí dụ có một cái năm nào đó đó, ở quận 4 có một cái khu xóm mà họ bị cháy nhà, thì anh Vũ Linh mới gọi qua tôi, anh mới nói là cái khu đó cũng là khán giả của anh, mà bây giờ tội nghiệp họ lắm, họ không có nhà ở mà không có ăn được, không có ăn nữa, đói tội nghiệp. Thì anh hỏi rằng em có thể kêu gọi giúp cho mấy người này một chút gì đó hay không. Thì tôi vì thương anh cho nên tôi cũng kêu gọi, và anh rất là vui là anh cũng quay những cái hình ảnh đó anh gửi qua, là bữa đó là anh cho nấu những cái bánh canh hay là cơm hay là bún đó, cho mọi người ăn, chỉ là trong vòng một tuần thôi, để cho họ qua cái cơn đói trong cái lúc mà không có nhà cửa ở. Thì cái thâm tình của anh đối với cái người anh đối với cái người khán giả của anh như vậy, thì không hẳn là những người phải nhận ơn anh là phải trả lại anh, nhưng mà những cái người khán giả bên ngoài họ có khả năng thì họ nhìn vô cái đó, họ đáp lại cái ân tình của cái người nghệ sĩ. Gửi một cái viên đá vào mộ anh thì tôi nghĩ cái đó là chỉ là tri ân cho nhau thôi, chứ không có gì gọi là tại vai gia đình không đủ hay là một cái trường hợp từ thiện. Không bao giờ có cái suy nghĩ này. Tôi chỉ nghĩ là có một người nghệ sĩ mà được khán giả ái mộ đến gửi một viên đá vào mộ, thì cái đó là một cái vinh dự. Thì tôi không hiểu là tại sao cái anh nghệ sĩ ưu tú đó lại chống đối và đặt ra những cái lời từ xấu để mà đánh đổ đi cái lòng tri ân của khán giả đối với anh Vũ Linh, mà tôi biết anh Vũ Linh rất là quý khán giả. Chuyện này thì tùy, thì tôi vẫn nói là, nhưng mà thực sự tôi đã được sự đồng ý của gia đình, đồng ý của Hồng Loan là con của anh Vũ Linh. Tôi đã nói đi nói lại rồi, tôi nói là gia đình phải đồng lòng thì tôi mới lên tiếng, chứ đừng để tôi lên tiếng rồi đi lật ngược. Thì bây giờ tôi là bị trong cái cảnh là lật ngược lại, là nói là không cần. Thì cũng được, tôi cũng đã nói với một vài khán giả bên đây rồi, tôi nói là đợi cho tôi xong 100 ngày của anh Vũ Linh thì tôi sẽ gọi Hồng Loan mà hỏi chuyện cho rõ. Nếu mà Hồng Loan có ý trả lại 5.000 đô cho tôi thì tôi còn danh sách ở đây hết, mọi người đều biết tôi ở chỗ nào, số phone của tôi thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà tôi sẽ đợi, tôi có nói với những người cho họ xin, họ yêu cầu lấy lại tiền, rằng nếu mà bên gia đình không nhận thì họ sẽ lấy cái tiền đó tự họ đi cho những cái người nghèo ở Huế hay là ở tự họ làm từ thiện, chứ họ không muốn sử dụng cái đồng tiền đó, họ không muốn để cho Hồng Loan sử dụng cái đồng tiền đó để đi từ thiện bên đó. Thì tôi nói cho tôi xin 100 ngày xong của anh Vũ Linh thì tôi sẽ nói chuyện đó với Hồng Loan. Thì cho tôi thời gian. Phần rồi, phần sau đây đó là chuyện riêng của cái anh chàng mà nghệ sĩ ưu tú mày tao đó với tôi. Để coi tôi đi theo trình tự, tôi nhớ cái nào thì tôi nói tới đó nha. Thứ nhất là anh nói là nghệ sĩ Kim Tử Long nói với anh rằng đọc trên mạng cô Văn Tiên này cô viết là cô coi Kim Tử Long và Vũ Luân chỉ đáng sách dép cho nghệ sĩ Vũ Linh. Xin lỗi là phải lôi tên của nghệ sĩ Kim Tử Long vào đây, tại vì người đồng nghiệp, người em của anh nghệ sĩ Kim Tử Long đã đưa tên anh vào. Thì xin hỏi anh Kim Tử Long đó là anh đọc cái câu mà Vân Tiên nói Kim Tử Long và Vũ Luân chỉ đáng sách dép cho Vũ Linh ở đâu? Anh nói anh đọc trên mạng mà anh đọc là Văn Tiên viết hay là người nào nói là đọc từ Văn Tiên viết? Thì tôi xin trả lời như thế này. Kết luận trước là
tôi không phải là người chà đạp nghệ sĩ với những cái câu nói đó. Tôi chỉ phê bình vai diễn của họ, nhưng mà tôi, mỗi người có một cái chỗ đứng của họ. Cải lương không có chỉ riêng nghệ sĩ Vũ Linh mới làm nên một cái tuần diễn, mà rất là nhiều kết hợp của một cái ekip, chứ không phải riêng gì anh Vũ Linh. Thì cái bản chất của tôi đó, không bao giờ tôi nói ra câu đó. Dù là bạn thân với nhau ở trong nhà, bạn thân nói giỡn, không ai ghi âm hay là tin tưởng nhau quá, tôi cũng không bao giờ dùng cái câu này đối với bất cứ nghệ sĩ nào. Như có lần mà trong clip tôi đã nói đó, là mỗi nghệ sĩ ở cái đoàn của họ, họ là nghệ sĩ chánh. Nhưng khi mà gộp lại trong một cái DVD đó, thì có người chánh, người phụ. Chứ chưa bao giờ tôi nói là những cái người nghệ sĩ dở hơn người nghệ sĩ này thì chỉ đáng xách dép cho nghệ sĩ kia. Không bao giờ. Tôi nhớ có lần tôi coi một cái tuồng cải lương gọi là Lục Vân Tiên. Không phải là Kiều Nguyệt Nga nha. Lục Vân Tiên hình như là nghệ sĩ nữ chánh đó, đóng vai Kiều Nguyệt Nga là nghệ sĩ Lệ Trinh. Còn nghệ sĩ đóng vai Lục Vân Tiên đó là nghệ sĩ Minh Tiến. Lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ hết đâu, nhưng mà chánh là nói về nhân vật Lục Vân Tiên. Thì cuối cùng khi mà Lục Vân Tiên về rước Kiều Nguyệt Nga đó, thì có nhân vật Hấn Minh, người anh kết nghĩa với lại Lục Vân Tiên, nói câu này: à, cái con nhỏ Võ Thể Loan hả? Tôi không nhớ rõ tên. Chỉ xứng đáng sách hài cho đại tẩu của mình thôi. Dù là lúc nhỏ xíu tôi nghe câu đó tôi cũng là: tại sao nói người ta như vậy? Người ta cũng là con gái mà, ganh ghét với nhau trong tuồng, nhưng mà không có nên chà đạp cái nhân vật người ta như vậy. Cô đó xấu nhưng mà không có thể nói là cô chỉ xứng đáng xách dép cho Kiều Nguyệt Nga. Thì tôi đã không, từ lúc nhỏ tôi đã có cái suy nghĩ như vậy rồi. Thì đến cái tuổi này thì tôi càng không bao giờ nói được cái câu đó. Thì xin anh Kim Tử Long kiểm chứng lại, và xin anh giải thích với nghệ sĩ Vũ Luân là thực sự anh đọc câu đó từ đâu. Chứ còn đối với Vân Tiên thì chưa bao giờ tôi nói câu này. Rồi cái thứ hai đó là anh nói về chuyện anh làm bầu show, là người uy tín. Anh làm 20 show ở Việt Nam rồi 4 show ở Mỹ. Thì tất cả cũng là việc làm thôi anh. Ngày nào thì mỗi người họ cũng bước ra, họ lái xe họ đi làm. Thì cái việc của anh là việc nghệ sĩ. Anh không có show diễn hay là người ta không đủ khả năng mời show anh, thì anh tự mở show. Giống như là lời thì anh hưởng, lỗ thì anh chịu. Hay là lỗ thì anh lại năn nỉ mấy bạn diễn là bớt giá giùm cho anh để anh đừng có lỗ. Thì cái chữ đó có uy tín hay không thì tôi không biết. Giống như anh hứa giá rồi, khi lỗ thì anh bớt giá người ta xuống, còn khi lời thì anh hốt cho đầy. Thì cái đó có gọi là uy tín hay không? thì cái đó thì anh tự anh hiểu ha. Anh là bầu show mà, tôi đâu phải bầu show. Rồi anh nói rằng trong 3 năm anh định cư ở Mỹ, anh làm được 4 show. Rồi, tôi hỏi cái chỉ định cư của anh ở Mỹ là nghĩa gì? Anh đi bảo lãnh, cha mẹ anh bảo lãnh, anh em anh bảo lãnh? Hay là anh đi dạng biểu diễn, visa biểu diễn? Nhưng mà nếu mà anh đi visa biểu diễn đó, thì anh không thể đứng ra làm bầu show được. Phải có người bầu show nào đưa anh qua. Mà anh nói là anh định cư ở Mỹ, có nghĩa là qua cái chương trình hôn nhân giả. Đúng không? Hôn nhân giả là tội tù đó nha anh. Thì anh đừng có dội khoe là anh uy tín. Ngay cái chữ hôn nhân, vợ tạm chồng hờ của anh á, là anh đã sai rồi. Anh lừa gạt luật pháp ở Mỹ rồi. Thì anh đừng có khoe là anh làm bầu uy tín ở bên Mỹ. Rồi thứ hai đó, khi mà anh đứng ra anh làm bầu, anh có mở công ty hay không? Anh có xin giấy phép sở thuế hay không? Rồi khi anh trả lương cho những cái người nghệ sĩ mà anh nói là tại vì uy tín cho nên anh mới mời được những cái nghệ sĩ đó, thì anh có báo cáo thuế rõ ràng hay không?
anh có báo cáo lợi tức là 4 show đó anh thu được bao nhiêu, anh lỗ hay anh lời bao nhiêu hay không, và anh có báo cáo là từng cái người nghệ sĩ diễn cho anh đó được bao nhiêu. Cái chắc chắn là anh không có làm, thì anh cũng là qua mặt luật pháp Mỹ thôi, thì anh đừng có nói là uy tín, là tôi không đủ uy tín để làm show. Tại vì tôi làm show là tôi làm theo luật pháp. Tôi nghĩ là trong lịch sử của các bầu show cải lương ở hải ngoại này, ở nước Mỹ này, chưa có bầu show nào có khả năng mà đưa hai người nghệ sĩ, một người đạo diễn sân khấu và hai nhạc sĩ từ Việt Nam qua với cái diện là biểu diễn, visa biểu diễn, chứ không phải là đi dạng du lịch rồi diễn chui, người ta nói là vậy đó. Tôi làm giấy tờ đàng hoàng, tôi có công ty Đại Nam Production đàng hoàng, đăng ký với lại sở thuế đàng hoàng, tôi có hợp đồng đàng hoàng, tôi gửi lên sở di trú Mỹ đàng hoàng. Làm những cái chuyện đó, cái khi mà anh thấy cái hồ sơ mà cho năm nghệ sĩ qua Mỹ đó, nó dày như cuốn sách vậy nè, nó không có đơn giản. Mà tôi đã là hoàn toàn tôi đưa qua không có một vấn đề gì hết. Rồi khi đưa nghệ sĩ qua, có những nghệ sĩ là họ phải trả tiền visa, họ phải trả tiền luật sư, họ phải trả tiền vé máy bay để họ mong họ qua Mỹ họ hát, rồi họ mới từ từ họ lấy cái tiền cachet đó họ trả lại những cái chi phí. Tại vì cái công ty bầu show bên này họ chỉ dùng cái tên thôi chứ họ không có đài thọ hết. Rất là nhiều nghệ sĩ ca sĩ đi theo cái con đường này, tôi biết. Nhưng mà tôi không làm vậy với những cái người nghệ sĩ của tôi. Thì tôi chi từ cái tiền luật sư làm hồ sơ cho đến tiền máy bay, cho đến tiền phỏng vấn, cho đến tiền cát-xê của hai đêm diễn, không thiếu một đồng. Tôi nói nha, tính những cái tiền đó đó thì cát-xê của một người trong đoàn đó là cao hơn anh 3 lần. Cát-xê của nghệ sĩ Vũ Linh cao hơn anh 10 lần. Anh hiểu chưa? Ghen rõ chưa? Thì với bao nhiêu tiền đó đó, tôi không thiếu một đồng. Còn anh mời những cái nghệ sĩ bên này đó, là tôi nói rồi, ngay cái cát-xê của anh là thua cái người nhạc sĩ của tôi tới 3 lần lận. Từ cái tiền luật sư làm hồ sơ, cho đến tiền máy bay, cho đến tiền phỏng vấn, cho đến tiền cát-xê của hai đêm diễn, không thiếu một đồng. Tôi nói nha, tính những cái tiền đó đó thì cát-xê của một người trong đoàn đó là cao hơn anh 3 lần. Cát-xê của nghệ sĩ Vũ Linh cao hơn anh 10 lần. Anh hiểu chưa? Ghen rõ chưa? Thì với bao nhiêu tiền đó đó, tôi không thiếu một đồng. Còn anh mời những cái nghệ sĩ bên này đó, là tôi nói rồi, ngay cái cát-xê của anh là thua cái người nhạc sĩ của tôi tới 3 lần lận. Rồi xong anh nói là tại vì tôi không đủ uy tín nên tôi không gì đó, mời anh được đủ 2 show. Không, lúc đầu là tại vì nghệ sĩ Vũ Linh năn nỉ tôi, nói là ồ tội nghiệp Vũ Vũ Luân quá, nó gọi anh nó nói là nó qua bên đây không có show diễn, đến nỗi đi hát chùa cũng bị người ta giành show. Tôi nói chương trình tôi đã lên rồi, nhưng mà tại vì tôi nể cái tình nghĩa của anh Vũ Linh nên thôi, tôi nói anh muốn thì em mời Vũ Luân. Thực ra là mời Vũ Luân đó là tôi phải đẩy cái vai diễn của anh Tiểu Linh ra. Tại vì thực ra chương trình tôi đã lên hết rồi, thì những cái nghệ sĩ tôi đã làm hết rồi để tôi lên visa và tôi mời nghệ sĩ và tôi lên hợp đồng ngày diễn. Chứ đâu có phải là tới khi nào bước qua rồi mới mời nghệ sĩ, thì tôi không có cái tánh đó, tôi không phải là bầu show chuyên nghiệp, đúng. Nhưng mà tôi có sự chuẩn bị. Thì tất cả các chương trình mà tôi nhìn lại đó, chỉ có duy nhất một trích đoạn là Sang Hậu Thành là tôi có thể đổi vai được. Thì xin lỗi anh Tiểu Linh, là đáng lẽ cái vai Khương Linh Tá đó là của anh Tiểu Linh chứ không phải của Vũ Luân. Mà vì tôi nể anh Vũ Linh cho nên tôi mới lấy cái vai của anh Tiểu Linh đó tôi đưa cho Vũ Luân.
cái người quản lý của tôi đó là cái người mời các nhân vật ở bên này. Thì họ gọi Vũ Luân, họ nói là ồ, Đại Nam cô Văn Tiên muốn mời Vũ Luân một show diễn. Thì Vũ Luân mới nói là cái giá đó bao nhiêu, nhưng mà nếu mà thêm cái đêm thứ hai đó thì Vũ Luân sẽ giảm giá bao nhiêu đó. Tôi không có nói cực rõ cái số tiền ở đây. Rồi anh, cái người quản lý mà, cái việc của họ là ồ, tôi mời được với cái giá thấp, có nghĩa là tôi ghi công được với bà bầu show, bà chủ show. Thì anh quản lý anh hí hửng, anh nói ồ, anh mời được Vũ Luân rồi, hay đem giảm giá. Thì tôi nói ồ dạ không, em chỉ có mời được Vũ Luân một show thôi. Thì người quản lý nói ồ, nó giảm giá làm sao không hát hát được hai show mà ít tiền. Nhưng mà em không có show, mà em chỉ là tại vì cái lời nói của anh Vũ Linh cho nên em mới đẩy một cái vai diễn cho Vũ Luân thôi, chứ thật ra em không có vai diễn cho Vũ Luân. Thì em mới text, gửi cái text lại cho, nhắn tin lại cho Vũ Luân đó, là nói ồ Luân ơi, thì dĩ nhiên mình nói với nhau thì mình phải lịch sự, chứ không lẽ tôi nói là tôi không có ý định mời anh, mà tại vì nghệ sĩ Vũ Linh năn nỉ cho nên tôi mới cho anh diễn, thì tôi không có cái tánh đó. Cho nên tôi lịch sự tôi nói là ồ vì chi phí cao cho nên là chị chỉ có khả năng mời em một show diễn thôi. Cái đó là cái lịch sự mà anh cũng không hiểu. Anh nói ồ tại vì không mời nổi anh đêm thứ hai cho nên tôi không phải là bà bầu uy tín. Anh làm show ở Mỹ 3 4 show, anh mời được nghệ sĩ Minh Tâm chưa, anh mời được nhạc cổ Duy Khôi chưa, anh mời được nghệ sĩ Vũ Linh chưa? Không. Rồi bây giờ nha, anh nói anh mời được Tú Xương qua, thì tôi hỏi anh có dùng công ty anh mời nghệ sĩ Tú Xương với cái dạng là biểu diễn hay không, hay như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là không phải với tình trạng biểu diễn, mà là một cái chương trình khác, cũng là đi chui. Mà anh đối xử với cái cô Đào mà 20 năm của ông như vậy đó, cũng chỉ là để kiếm tiền thôi. Thì anh đừng có dùng cái chữ là anh uy tín hơn tôi. Đến nỗi mà vé máy bay tôi cũng chọn cái hãng máy bay tốt nhất, mắc nhất cho 5 người nghệ sĩ của tôi từ Việt Nam qua Mỹ. Rẻ nhất là China Airlines của Trung Quốc, chỉ có 650 vé thôi. Nhưng mà cái chỗ đó là anh nằm, anh cái người họ nằm lay lất cả 13 tiếng đồng hồ để chuyển máy bay. Cái rẻ thứ hai là Asiana Airlines của Hàn Quốc. Cái đó cũng là 15 16 tiếng nằm chờ đợi. Cái đó khoảng chừng 780 hay là 800 một vé. Cái hãng thứ ba là Japan Airlines là của Nhật. Thì cái đó cũng 15 16 tiếng chờ, thì cái đó là khoảng chừng 950 một vé. Xin lỗi, Cathay Airlines á, thì họ hay bị hủy chuyến bay cho nên tôi không tin tưởng. Nhưng mà EVA của Đài Loan thì lúc nào cũng đúng giờ, mà chờ đợi của họ chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên cái vé máy bay của họ là mắc nhất trong cái chuyến bay từ Việt Nam qua Mỹ. Thì tôi đã dùng cái chuyến bay đó là khoảng chừng 1.500 một vé cho 5 người.